Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay mình live tiếp về vấn đề Bộ trưởng Tô Lâm đi ngoại giao ở bên Pháp, mà cái tụi chống cộng ở hải ngoại nó lao nhau lóc nhóc lôi nhồi như một cái lũ, rồi như những con dồi vòi, con dồi. Thấy nó nhục nhã làm sao, tôi thấy nó nhục nhã cho những cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp. Tụi nó bị đứt dây thần kinh nhục hay gì rồi. Thì anh chị các bạn thấy vấn đề mà ngoại giao, khi mình là khách, người ta mời thì sau những buổi họp thì có những cái buổi tiệc, mà tùy theo cái những cái người mà họ mời thôi, nó đâu có gì đâu mà phải ghê gớm. Vấn đề ngoại giao tốn kém là chuyện bình thường, tại vì trong lĩnh vực ngoại giao, anh chị các bạn biết, người ta phải bày tỏ một cái sự hiếu khách và trân trọng, nhất là những cái người mà nguyên thủ quốc gia như Bộ trưởng Tô Lâm. Các bạn thấy người ta đi qua bên Pháp, cái đám chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại nó ngu một cái là gì? Nó nói tại sao mời bên Pháp không ăn bên Pháp mà phải qua bên Anh. Anh chị em các bạn nên nhớ, cái khối châu Âu á, nó gần sát bên, nó chỉ lái xe chạy qua thôi. Sáng người ta có thể uống cà phê ở bên Pháp, chiều họ có thể ăn tối ở bên Anh. Cái đó là cái chuyện bình thường thôi. Mà cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp nó dốt nát, nó bẩn thỉu vì cái cục thịt bò mà nó lôi nhôi láo nháo lóc nhóc lên. Anh chị em các bạn nên nhớ, khi những cái phái đoàn của Bộ Ngoại giao đó ở cấp cao mà người ta đi ngoại giao, luôn luôn có những cái người gọi là thương gia, những cái thương gia họ đi theo để đặt ký kết những cái hợp đồng về kinh tế, lúc nào cũng vậy. Anh chị em các bạn, đó là những cái cơ hội để những người mà nguyên thủ quốc gia, khi họ tới, họ được mời đến những cái quốc gia như Pháp, các bạn thấy người ta có những cái hợp đồng. Thì những cái hợp đồng mà những người mà người ta ký kết với nhau đó, và họ được cái lợi của họ, họ có được cái hợp đồng hàng tỷ đô la, thì họ đãi những buổi tiệc với nhau vài chục ngàn đô. Tôi nói anh chị các bạn, những cái giới kinh doanh thì đối với họ, những cái đồng tiền đó nó chỉ là không có nghĩa lý gì hết. Tại vì họ ký được một cái hợp đồng hàng tỷ đô la thì các bạn nghĩ đi, nó đâu có một buổi tiệc gì, nó đâu có đáng gì. Mà chỉ vì cái cục thịt bò mà tôi thấy có rất là nhiều những cái thành phần chống cộng, tụi nó ở hải ngoại, nó lên, nó xuyên tạc, nó tự diễn ra. Các bạn thấy không, nó tự diễn ra, nó nghĩ rằng là Bộ trưởng Tô Lâm đi qua đó gọi là ăn xài thế này thế nọ. Mình là khách mời, mình tới xứ người ta trên lĩnh vực ngoại giao, các bạn thấy, chứ đâu phải là đi du ngoạn hay là ông Bộ trưởng Tô Lâm người ta đi du lịch hay nghỉ phép mà để đặng mà người ta nghỉ ngơi sau một thời gian làm việc đâu. Các bạn thấy cái sự ngu xuẩn của những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước một cách cực kỳ. Không phải là tôi là cái người mà làm trong những cái ngành nghề ngoại giao hay gì, tôi chia sẻ là gì trong cái lĩnh vực làm ăn của tôi nói cho các bạn biết, khi mình ký kết những cái hợp đồng với ai cũng vậy, thường thường cái người mà họ ký được cái hợp đồng á, bao giờ cũng vậy, họ đền đáp lại cho cái người mà chủ thầu á, hay là cái người giới thiệu á, tôi nói anh chị mà ít nhất cũng khoảng 10%. Tại vì những cái thầu, khi mà mình viết được những cái proposal, là mình nhận những cái thầu, mình đấu thầu. Các bạn biết khi mình viết cái proposal để mình đấu thầu, thì nếu mình quen biết được, người ta sẽ nâng đỡ mình để mình trúng được cái thầu đó. Trong cái phương thức làm ăn kinh doanh nó là như vậy thôi. Thì người ta đáp nghĩa đáp lễ lại, đó là quy luật chơi trên một cái thương trường làm ăn. Nó không có cái gì mà ghê gớm. Tôi nói ngay cả một số anh em mà tôi biết ở trên mạng này cũng vậy, quay qua bức xúc
nghĩ rằng một cái người bộ trưởng của Việt Nam mà đi qua bên kia ăn xài phung phí như vậy, cái đó là cái sự suy nghĩ nó chưa có chín chắn, nó không có sự hiểu biết. Các bạn phải nhìn một cái sự vĩ mô hơn, tại cái môi trường sống của người Việt của mình phần nhiều mình chưa có hòa nhập với những cái cách làm ăn lớn của những người người ta trên cái thương trường, nhất là cái thương trường quốc tế. Anh chị em các bạn nên nhớ như vậy. Cái sự làm ăn của tôi đối diện với những cái công ăn việc làm và những cái vấn đề mà hệ thống bộ máy chính quyền của Mỹ, tôi nhìn tôi thấy tôi biết, cho nên tôi chia sẻ lại với anh chị em các bạn, chứ không phải tôi lên đây tôi dạy khôn ai cả. Tại vì đời hay bất cứ cái gì cũng vậy, mình tự học ở đây, tôi chỉ chia sẻ thôi. Tôi chia sẻ để mình không có bức xúc, mình không có bị tụi chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại nó vắt mũi. Anh chị em các bạn thấy một cái câu chuyện chỉ vì cái miếng thịt bò thôi, nó đâu có đáng là bao nhiêu. Trên một cái thương trường mà người ta ký kết với nhau trên cái lĩnh vực và kinh tế hàng tỷ đô la, anh chị em các bạn thấy những cái bộ ngoại giao lúc nào cũng vậy, họ đi họ là nếu mà họ được mời đến cái quốc gia nào là những cái giới đầu tư họ họ thích lắm. Các bạn biết những cái giới đầu tư họ đi tìm đến những cái phái bộ ngoại giao, bộ trưởng đồ hay là nguyên thủ quốc gia như thủ tướng, tổng thống đồ, là để họ họ tìm những cái đối tác về mặt kinh tế, chứ đâu phải tự nhiên các bạn nghĩ sách qua bên đó họp, qua bên đó mời qua đó rồi ngồi ăn ngồi nói chuyện xong rồi đi về. Nó đâu có, nó trong chính trị và kinh tế nó đi song song với nhau bao giờ cũng vậy. Những cái nhóm lợi ích, tôi nói về những cái nhóm lợi ích bao giờ nó đi tìm những cái nguyên thủ quốc gia để đặng mà nó khai thác cái những cái dự án kinh tế của mỗi quốc gia. Cho nên cái chuyện ăn uống, nếu mà tôi nói anh chị các bạn cái trường hợp đó mà chuyện đó không phải là một cái người nguyên thủ quốc gia của Việt Nam mà là một người nguyên thủ quốc gia của Mỹ đi, thì cái tụi chống cộng nó lại suy nghĩ khác, anh chị các bạn thấy không, nó lại suy nghĩ khác. Nhưng mà tại vì nó không không thích một cái chế độ Việt Nam thì nó xuyên tạc đủ kiểu đủ cách, nó không chừa một cái thủ đoạn nào hết. Cho nên mình thấy nó nhục nhã cho những cái đám chống cộng ở hải ngoại, ngay cả những cái đài radio, đài BBC tiếng Việt. Tại sao tôi nói đài BBC tiếng Việt? Tại vì cái đài này nó độc lập một mình, nó không có đi theo những cái chính sách của tin tức chính thống của cộng đồng thế giới. Còn các bạn nghe tin tức mà chính thống của cộng đồng thế giới thì các bạn phải nghe bằng tiếng Anh của những cái truyền thông nước ngoài, người ta phân tích nhận định về chính trị kinh tế thì nó khác. Còn cái đài mà tiếng Việt nó là cái đám thổ tả đây, Đài Hoa, Đài RFA cũng vậy, đó là những cái đài mà của những cái thời hậu hậu mà khi Mỹ và khối châu Âu đó, nó có cái sự thù địch với lại cái khối cộng sản, nó dùng những cái đài đó để đặng mà nó tuyên truyền, nó chống phá cái khối cộng sản, trong đó có Việt Nam mình. Cho nên ngày hôm nay nó vẫn còn nằm ì đó. Thì các bạn thấy cái đám thổ tả đó bây giờ thì nó phải bươi móc rồi, rồi cái đám mà chống cộng ở hải ngoại. Tôi chỉ tiếc cho một số những người mà tôi vào tôi xem, một số những người mà tranh luận với tôi đó, có những người giống như là đi ra nước ngoài công tác hay là họ đi ra nước ngoài họ làm những một số công việc, tại tôi thấy cái nhóm của họ cũng có cờ đỏ mà họ họ suy nghĩ một cách rất là lệch lạc anh chị các bạn. Họ tranh luận với tôi, họ nhất là họ nói là họ nói theo những cái thành phần chống cộng ở hải ngoại, họ không có nhìn ra một cái vấn đề ngoại giao của người ta. Bởi vậy cái sự tiếp cận về truyền thông, về những cái thế giới cộng đồng ngày hôm nay trong lĩnh vực mà kinh tế đó, người Việt của mình họ còn cái đám chống cộng đó, nó còn mù lòa lắm anh chị các bạn ơi. Tụi nó sống rất là lạc hậu, tục hậu, nó luôn luôn tìm đủ mọi cách, nó thấy Việt Nam mà có những cái chuyện gì là nó bới móc ra, nó làm cho những người ở trong nước người ta không hiểu, người ta sẽ hoang mang. Cho nên
Lợi Minh lên đây cùng với anh chị các bạn, chúng ta chia sẻ với nhau để tìm hiểu những cái gì Lợi Minh chia sẻ là mình thấy, mình nghe và mình đã từng trải nghiệm trong một cái thương trường làm ăn, cho nên mình biết. Các bạn biết ở bên Mỹ này, nó vấn đề mà làm ăn kinh doanh được gì, những người nguyên thủ quốc gia, tiếng nói của họ, tôi nói thì rất là trọng ký về trên cái thương trường mà kinh tế đó. Tiếng nói của họ có thể đem đến hàng những cái hợp đồng hàng trăm tỷ đô la chứ không phải là ít, những cái tiếng nói của họ đó. Cho nên những cái giới mà đầu tư kinh doanh hay là những cái nhóm lợi ích đó, họ luôn luôn đi săn lùng và tìm những cái người mà nguyên thủ quốc gia, những cái phái bộ ngoại giao rồi để họ đi khai thác những cái dự án. Thì khi mà họ tới được mời, như các bạn thấy Bộ trưởng Tô Lâm qua Pháp được mời ăn, đi ăn ở bên Anh là chuyện bình thường, nó chẳng có cái gì mà nó quá là cầu kỳ hay là phung phí cả. Trên lãnh vực làm ăn, đối với giới làm ăn, các bạn biết họ ký được một cái hợp đồng, họ đãi một buổi tiệc, một buổi tiệc của họ tôi nói các bạn có thể lên tới hàng trăm nghìn đô la là chuyện nhỏ đối với họ, nó không có nghĩa lý gì đối với họ, tại họ là những cái giới làm ăn rất là lớn. Còn đối với cái đám mà lèo tèo nghèo khổ ở bên nước ngoài, các bạn thấy thành phần chống cộng gì cục thịt bò không, mà nó ngồi đó nó xuyên tạc tối ngày sáng đêm. Tôi vào trong những cái đấu trường của tôi, nói chàng ơi, tôi thấy nó nhục nhã nó nhục nhã gì thì thôi luôn, chỉ có cục thịt bò mà nó bươi móc qua rồi nó chế hình rồi nó xuyên tạc, nó tìm đủ kiểu đủ cách để đặng mà nó phá Việt Nam. Kinh khủng thiệt, nó kinh khủng dã man. Mà tôi thấy cái cục thịt bò của ông Bộ trưởng Tô Lâm được mời ăn đó, tôi thấy bên Mỹ này thì nó cũng bình thường thôi, chứ đâu có gì đâu mà ghê gớm vậy. Nhưng ngay cả ở những cái khối châu Âu cũng vậy, anh có tiền thì anh ăn thôi, nhưng mà anh có thể mua về anh làm, anh quấn với bạc màu vàng, anh nướng, người ta cũng có thể chỉ cái cách của anh nướng làm cho nó ngon, cũng được vậy. Mình tự làm thì nó rẻ hơn, nhưng mà người ta phục vụ mình thì nó khác, tại mình là khách, mình đến người ta mời thì những người ta trân trọng một cái người bộ trưởng, người ta mời những cái buổi tiệc mà linh đình như vậy, để giống như là cái sự hiếu khách của người ta nó bình thường thôi. Mà cái đám chống cộng tôi thấy tụi nó bẩn thỉu dễ sợ, nó bị đứt dây thần kinh nhục luôn. Tụi bạn biết tôi đấu chứ, tôi tranh luận với tụi nó tranh luận họ không được, không là nó chửi nó lôi cha mẹ ông bà mình ra, nó chửi mà mình ngồi mắc cười luôn. Tôi vào trong mấy cái đấu trường, mấy cái diễn đàn mà tụi nó bu nhau, nó nói các bạn biết, tôi họ nó hỏi tôi văn, nó nói văn văn hóa ẩm thực của Pháp là gì. Các bạn biết khối châu Âu mà họ có một cái gọi là European Union, là cái liên minh châu Âu của họ, thì cái văn hóa của họ rất là đa dạng, mà văn hóa ẩm thực thì nó không có biên giới. Các bạn có thể, người Pháp họ sang Anh họ thích chuộng, tại vì Anh cũng là trong một cái khối châu Âu, họ thích chuộng cái nhà hàng hay món ăn đó, họ sang đó họ ăn, thì họ là người Pháp, họ mang cái văn hóa của họ đến họ ăn, thì họ cho đó là cái văn hóa của họ. Thì người Anh hay người quốc gia nào gì, tại vì nó đa văn hóa mà, mỗi cái sở thích của mỗi người, họ ăn thì nó trở thành cái tập tục của cái văn hóa riêng của họ. Văn hóa nó phải văn hóa của một cái những cái liên minh quốc gia thì nó đa dạng, chứ đâu phải Âu Bắc là phải qua bên Pháp thì người ta phải ăn uống bên Pháp. Chị ơi, các bạn biết ở khối châu Âu nó là một cái liên minh của nó, người ta lái xe vài tiếng đồng hồ là có thể sang Anh rồi. Nó ngu đến độ như vậy mà mình cãi với nó một hồi, nó cãi không lại, nó quay qua nó chửi. nó chửi bạc mạng. Mấy thằng Việt kiều Mỹ nữa,
mà Việt kiều châu Âu nữa, chàng đất ơi, nó ngu đến độ mình thấy ớn luôn. Bởi vì cái người Việt của mình họ đi ra nước ngoài rồi anh chị các bạn, họ đầu tắt mặt tối, họ làm, tôi nói hơi quá đáng, làm lao nô, làm dân bản xứ, cứ cài kiếm được tiền là họ cứ kiếm. Tin tức truyền thông hay những cái lịch sử, những cái văn hóa của nước sở tại họ đâu có hấp thụ được đâu anh chị các bạn, họ hấp thụ không nổi. Họ mà hấp thụ vô đầu óc của họ nó bị, nó gọi là nó bị xáo trộn, nó bị loạn thần kinh luôn, cũng không chừng nữa. Tại vì cho nên họ họ cứ nhìn về Việt Nam thôi, họ nhìn về Việt Nam là Việt Nam phải thế này nè, Việt Nam phải thế nọ nè, Việt Nam đảng cộng sản phải làm thế nào thế nọ, thế như thế này thế kia thế nọ. Họ cứ đòi Việt Nam phải làm theo cái điều mà họ sống ở hải ngoại, mà trong khi cái đất nước hay những cái đất nước hải ngoại họ sống nó trăm bề khó khăn và nan đề, nó trăm thứ nghìn. Các bạn thấy tôi chia sẻ về những cái vấn nạn của nước Mỹ, từ chính trị đến kinh tế, nó khủng khiếp dã man luôn. Đó là tôi chia sẻ chưa có hết, tôi kể có thể nghìn lẻ một đêm luôn. Đó thì hôm nay mình chia sẻ tiếp về câu chuyện cục thịt bò mà những cái thành phần chống cộng ở hải ngoại, tụi nó cai cú Việt Nam, nó cai cú một cái người nguyên thủ quốc gia của Việt Nam. Mà các bạn thấy những cái nguyên thủ quốc gia khác, người ta đi ngoại giao nó cũng như vậy thôi, nhiều khi nó còn cao sang hơn nhiều nữa. Tôi nói chỉ các bạn biết, tôi đãi những cái bác mà bác bằng vàng, đồ của nó cái gì cũng bằng vàng, chứ không phải là giỡn đâu. Nếu mà đi qua Dubai các bạn thấy ông vua bên Dubai mà ổng mà mời cái chàng ơi, chắc tụi nó còn nhảy dựng lên nữa. Ông đó mà ông mời là cái gì cũng vàng hết, dĩa vàng, ghế vàng, thịt cá rồi chắc là ổng gắt vàng rồi lên hết. Việt Nam mình mà được mời bên đó thì thôi, mấy cái đám chống cộng nó còn nhảy dựng lên nữa. Khiếp, tôi thấy nó cái sự thấp kém của tụi nó tận cùng. Thôi thì lên mình like tới đây, chia sẻ về câu chuyện cục thịt bò hiện nay rất là sôi động trên mạng. Thôi thì mình xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.